xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát. Các bạn đang theo dõi bản tin buổi trưa hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 1 năm 2022. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng đã giảm khá mạnh sau khi tăng giá ở phiên liền trước đó vì lãi suất trái phiếu bật tăng khi biên bản cuộc họp tháng trước của Fed cho thấy Ngân hàng Trung ương có thể cần tăng lãi suất sớm hơn dự kiến để kiềm chế lạm phát. Trong khi đó, giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu giảm ở cả hai chiều mua bán theo biến động của thị trường vàng thế giới sau khi đã có phiên tăng vào ngày hôm qua. Theo đó, ngay tại thời điểm buổi trưa nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC niêm yết chiều mua vào ở mức còn là chiều bán từ 61 triệu 650 cho đến 61 670 nghìn đồng lượng, giảm 50 nghìn đồng lượng cả chiều mua và chiều bán biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 700.000 đồng một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 60.900.000 đồng một lượng và 61.500.000 đồng một lượng, giá không thay đổi so phiên liền trước. Còn tại thị trường Hà Nội, giá vàng Doji mua vào tại mức 60.900.000 đồng một lượng, ở chiều bán 61.550.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji hiện tại đang ở mức 600.000 đồng lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi bảng niêm yết giá vàng trong nước và thế giới. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm buổi trưa nay, vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1807,73 đô la Mỹ. Trong phiên vàng thế giới đã giảm khoảng 1,3 đô la với tỷ lệ 0,07%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1.807 đô la Mỹ và cao nhất 1.812 đô la Mỹ một ao. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 43.100 đô la Mỹ một đồng. Trong phiên cũng đã giảm 0,72%. Chỉ số đồng đô la Mỹ hiện đang đứng tại mức 96,2 điểm lãi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã nhảy vọt lên trên mức 1,7% một năm. Giá dầu thô thế giới mặc dù đã suy yếu 0,29%, nhưng hiện vẫn đang giao dịch ở ngưỡng cao 76,951 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn. Tại phố quý SJC, giá 100 000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 60 triệu 950 000 đồng một lượng, ở chiều bán 61 triệu 500 000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu giá 100 000 đồng một lượng ở chiều mua, chiều bán giá 70 000 đồng một lượng. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 60 triệu 960 000 đồng một lượng, chiều bán 61 triệu 500 000 đồng một lượng. Tại Mỹ Hồng SJC giá 150 000 đồng một lượng chiều mua và 200 000 đồng một lượng chiều bán ở chiều mua hiện đang có mức giá 61 triệu 050 000 đồng một lượng, chiều bán 61 triệu 350 000 đồng một lượng. Giá vàng SJC tại một số ngân hàng. Tại ngân hàng Exim Bank giá 100 000 đồng một lượng ở chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 61 triệu đồng một lượng, chiều bán 61 triệu 400 000 đồng một lượng. Tại ngân hàng ACB giảm 50.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Cả chiều mua và chiều bán hiện đang giao dịch tại mức 61 triệu đồng một lượng và 61 triệu 500 000 đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB giảm 150 000, .000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 60 triệu 900 000 đồng một lượng, chiều bán 61 triệu 400 000 đồng một lượng. Tại ngân hàng TPBank Gold giảm 50 000, .000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 60 triệu 900 nghìn đồng một lượng, chiều bán 61 triệu 550 nghìn đồng một lượng. Giá bạc SCC trên nhánh nhà các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh giảm 50 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 60 triệu 920 nghìn đồng một lượng đến 60 triệu 970 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 61 triệu 650 000 đồng lượng đến 61 triệu 700 000 đồng lượng. Giá vàng bốt số 9 vàng nữ trang STC Nhận bốt số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ, giảm 150.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 52.200.000 đồng một lượng, chiều bán 52.900.000 đồng một lượng. và nữ trang bố 9 cũng có mức giảm tương tự, 150.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 51.900.000 đồng một lượng, chiều bán 52.600.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 24K giảm 149.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 50.979.000 đồng một lượng chiều bán 52 triệu 079 000 đồng một lượng. Vàng nước trang 18K giảm 112 000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 37 triệu 604 000 đồng một lượng, chiều bán 39 triệu 604 000 đồng một lượng. Vàng nước trang 14K giảm 87 000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua và chiều bán hiện đang có mức 28 triệu 819 000 đồng một lượng và 30 triệu 819 000 đồng một lượng. Vàng ni trang loại 10K giảm 63.000 đồng/lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 20.086.000 đồng/lượng, chiều bán 22.086.000 đồng/lượng. Thưa các bạn, giá vàng thế giới đã giảm và giao dịch ở quanh ngưỡng 1.810 đô la Mỹ một ao, Khi lo ngại về việc Fed sẽ tăng lãi suất sớm hơn dự kiến. Bên cạnh đó, vàng đang chịu áp lực từ đồng đô la và lãi suất kho bạc của Mỹ tăng mạnh. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 50 triệu đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 11 triệu 600 000 đồng một lượng. Theo giới phân tích, giá vàng thế giới từ đêm ngày mùng 5 cho đến dạng sáng ngày hôm nay biến động hết sức khó lường. Khi thị trường tiếp nhận nhiều yếu tố tác động đến giá cả của kim loại quý này, Ủy ban thị trường mở liên bang công bố biên bản cuộc họp tháng 12 năm 2021 đã chỉ ra lạm phát tăng cao ở Mỹ, có thể thúc đẩy phép sớm tăng lãi suất cơ bản trong năm 2022, đồng thời nhanh chóng chấm dứt việc cung ứng tiền mặt ra thị trường nhằm hỗ trợ nền kinh tế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Lập tức, giới đầu tư chứng khoán quốc tế có phản ứng. Một số nhà đầu tư cổ phiếu đã mạnh tay dịch chuyển vốn vào kim loại quý. Tuy nhiên, do suy đoán việc phép sớm tăng lãi suất đã tạo đà cho đồng đô la Mỹ tăng giá trong thời gian tới. Nên sau khi đồng tiền này giảm giá, nhiều người đã mạnh tay thu gom đồng bạc xanh, giúp cho đồng đô la tăng giá trở lại. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ tiếp tục đứng vững ở trên mức 1,7% một năm, cũng đã kích thích nhiều người thu gom đồng bạc xanh để mua trái phiếu. Đồng bạc xanh có thêm động lực tăng giá nhiều hơn nữa, giá vàng hôm nay phải đối mặt với tình thế bất lợi về dự báo giá vàng vàng hiện chịu nhiều áp lực từ khả năng phép thắt chặt chính sách tiền tệ tuy nhiên nhu cầu nắm giữ vàng có xu hướng tăng lên mạnh mẽ giới đầu tư phòng ngừa rủi ro tăng lên khi số ca nhiễm covid 19 tăng vọt trên toàn cầu do biến chủng mới omicron nước mỹ vừa lập kỷ lục thế giới với hơn một triệu ca nhiễm mới trong một ngày ảnh hưởng của biến chủng mới omicron sẽ tập trung vào lạm phát và sự hồi phục kinh tế toàn cầu Nỗi lo lạm phát được cho là không chỉ là nhất thời và hậu quả của việc lạm phát đối với nền kinh tế toàn cầu sẽ đáng sợ hơn những gì mà nhiều đánh giá đưa ra gần đây. Khi lạm phát leo thang và bất ổn về chính trị thì vàng luôn được hưởng lợi. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi trưa hôm nay trên kênh của Minh Phát. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày mới sức khỏe và luôn luôn thành công. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé xin trân trọng cảm ơn xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo